làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào. Tại tôi đang xin một vài cái thông tin của bên bên Ghana á, để tôi xem coi là chết con chuột rồi. Ủa con chuột nó đánh support hả? Má hoài luôn á. Cái gì vậy? Trời ơi là trời, cái gì vậy trời? Sinh nhật em, AB chúc em gì đó ý nghĩa được không ạ? Dạ cảm ơn My nha, chúc em sinh nhật vui vẻ nha, tuổi mới thứ gì vui mới nha, còn gì được nấy em nha, cầu tiền định tình, cầu tình định tình, cầu tài định tài nha, happy birthday em. À em bị chát mà còn bị chửi nữa hả? Sao mà có thể vậy được trời? Rồi chết luôn cũng được, chết cho nó mất lính. Nó mà cắn cánh nó găng tôi vậy, hồi tôi chửi nó thiệt. Tôi cần đúp cho người một cái thôi, giết hai thằng luôn. Hôm nay sinh nhật em, AB chúc công nghiệp em được không ạ? Mặt cười. Trời! Ai mi đô! Chút gì giống cầu cơ vậy anh ba? Văn mẫu. Được cái đó giúp văn mẫu. Mã xíu mình chết. Ai da, khó chịu nha. Ai da, sao vậy? Đau quá vậy. Cũng bị du. Tôi nói với anh em sao? Đánh con Silas là phải như vậy, cầm rờ bỏ chạy, nó không phải là phong cách. Mình vẫn qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào. Ôi trời ơi, anh ơi, ở trên thì ta lâm ngược, ở đây thì viên đạn của Yên, mày đúng mới chạy ngang người tao. Ăn đi, không sao. À, ta la dịch chuyển. Trời má, dở ghê á.
Không, nhưng mà pha đó né chiêu nhạy cảm quá, tôi không biết được anh em à. Không biết được khi nào nó dùng chiêu hơi nhạy cảm nhẹ một xíu. Bình thường á, do anh ta chơi game, anh ta không phải biết chờ rừng găng. Anh ta toàn BK, cho nên thích pha BK như thế này, những game BK như thế này thì không ngợp. Cái quan trọng là đồng đội anh ta có ngợp hay không thôi, chứ BK liên tục là điều anh ta thích. A3 chỉ em cái chỉ đưa đi đi, em nên chứng cho A3. Tìm cái cớ BK coi. Tôi không thích farm kiểu này. Tìm cho tôi cái cớ BK coi. Tìm cho tôi cái cớ coi. Tìm cho tôi cái cớ để BK đi. Đúng rồi. Hãy tìm cho tôi cái cớ BK đi. Lấy cho tôi một cái cớ tôi đi BK đấy mấy chồng yêu ơi. Anh Thành nói mùa sau làm của chúng ta. Có không? Có không? Có không? Là chữ Việt Nam cũng giống là chữ Hàn Hà âm ba. Má xích ke tầm gần toàn hụt không? Xích ke tầm gần toàn hụt không? Đó rồi. Ây da. Đứng bên đây à. Bắt nó lại. Thằng em ta lòng của tôi đâu. Nhiều dữ lắm rồi mà không thấy huyết nam là cho người của ta lông kìa. À dạ, ủa đánh nhầm. Ủa
nào chị e gắn nhỏ trong lớp về khi ra mặt người. Đi ăn không anh ba? Để em nhắn thử mọi người. Ăn cái gì, ăn cái gì, ăn cái gì, ăn cái gì? Ăn đạn à? Xì lát tôi một đi xong trở lại đem rồi. Con xì lát của tôi một khi đã nhúng hai cây chùy vô trận chiến rồi là không bao giờ trở lại. Xuyên xích địa ngục.